Hai loại nước gây ca cực nhanh được WHO công nhận, loại thứ nhất ai cũng dùng. Hiện nay, mặc dù y học đã phát triển nhưng ung thư vẫn là căn bệnh ám ảnh của tất cả mọi người. WHO công nhận rằng có hai loại nước có thể đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào ung thư, mọi người nên hết sức chú ý để đảm bảo sức khỏe bản thân và gia đình. 1. Đồ uống quá nóng. Nhiều người nghĩ rằng uống đồ nóng sẽ tốt hơn so với nước lạnh. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Thực tế, niêm mạc thực quản của chúng ta rất mỏng manh và dễ vỡ nên việc uống nước nóng có thể làm tổn thương chúng. Khi bị kích thích nhiều lần bằng việc uống nước nóng trong thời gian dài, các tế bào niêm mạc sẽ tăng sinh, dày lên để chống lại sự tấn công của nước nóng, khiến chúng càng ngày càng ít nhạy cảm. Sự phát triển bất thường của các tế bào lâu dần sẽ dẫn tới ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nước nóng trên 65 độ C làm tăng nguy cơ phát triển ung thư thực quản. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm chất gây ung thư loại 2A. Vượt quá ngưỡng 65 độ C, dù là nước lọc thông thường, trà, sữa, cà phê hay thực phẩm nóng đều có nguy cơ gây ra ung thư thực quản. Không những thế, những loại thực phẩm nóng có thể làm hỏng tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày. Do đó, chúng ta nên làm nguội bớt thực phẩm trước khi ăn uống. 2. Rượu. Theo các nghiên cứu khoa học, rượu và chất chuyển hóa acetaldehyde có thể khiến các tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh bị đột biến vĩnh viễn, không thể khắc phục. Điều này làm gia tăng nguy cơ ung thư trong cơ thể. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê acetaldehyde có liên quan đến việc uống rượu vào nhóm 120 chất gây ung thư hàng đầu. Theo quy định của WHO, một đơn vị cồn bằng 10 giờ cồn nguyên chất. Mức này tương đương với 3/4 chai bia 330ml nồng độ 5%, 1 ly rượu vang 100ml nồng độ 13,5%, một cốc bia hơi 330ml hoặc một chén rượu mạnh 30ml nồng độ 40%. Khi uống quá chén, sức thải qua gan của cơ thể sẽ hạn chế rất nhiều. Gan càng làm việc nhiều, nguy cơ ung thư gan, xơ gan càng tăng. Uống rượu làm tăng acetaldehyde trong nước bọt, làm tổn thương ADN ở các tế bào niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường hô hấp trên. Do đó, việc thường xuyên uống rượu có thể dẫn đến ung thư thực quản, ung thư miệng, đồng thời còn gây ra ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, sử dụng rượu còn có thể làm tăng nồng độ estrogen, hormone quan trọng trong việc phát triển nhu mô tuyến vú. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị mắc ung thư vú. Một số người cho rằng rượu vang đó có lợi cho sức khỏe do có chứa lượng chất chống oxy hóa cao. Tuy nhiên, nó vẫn chứa ethanol. Chất này chính là tác nhân gây ung thư trong các đồ uống có cồn. Các chuyên gia y tế đưa ra khuyến nghị, phụ nữ không nên uống qua 1 ly rượu vang ngày. Còn số này đối với nam giới là 2 ly. Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố bởi các nhà nghiên cứu Pháp chỉ ra rằng đồ uống có lượng đường cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nghiên cứu cho thấy rằng uống hơn 100ml đồ uống có đường hàng ngày làm tăng nguy cơ ung thư tổng thể lên 18% và nguy cơ ung thư vú lên 22%. Những người thường xuyên uống đồ uống có nhiều đường sẽ có nhiều chất gây viêm trong máu, bao gồm một chất đánh dấu gọi là protein phản ứng C. Đường kích thích sản xuất axit béo tự do trong gan. Khi cơ thể tiêu hóa các axit béo tự do này, các hợp chất tạo ra có thể kích hoạt các quá trình viêm. Đồ uống có nhiều đường ảnh hưởng lâu dài đối với cơ thể, bao gồm làm tăng nguy cơ viêm mãn tính, béo phì, tiểu đường và sâu răng. Sucrose và fructose có thể dẫn đến sự hình thành mảng bám trên răng khiến vi khuẩn trong miệng phát triển và ăn mòn men răng. Đồ uống có đường chứa rất nhiều calo nhưng không cho cảm giác no. Sự gia tăng đột ngột về lượng calo này có thể dẫn đến tăng cân. Thay vào đó, nguồn năng lượng từ thực phẩm làm cho ta cảm thấy no hơn và hạn chế việc ăn quá nhiều.